Rồi, mình đã tháo củ loa nội thất cái cặp loa này cho anh em xem nha. Rất là đơn giản. Củ loa cái đít 500 rất là to, bởi vậy nó đánh tiếng rất là lực, nhện loa cũng hoành tráng nha anh em. Đó, nhện dày cui luôn. Củ từ không từ đơn thôi nhưng mà rất là to bằng cái mặt loa luôn nha anh em. Đây, bởi cho cái tiếng rất là uy lực, sexy bảy màu còn đẹp hết nha anh em. Đó, mình đã cho anh em xem hết. Đây là củ chép, chép được bắt dính vô một cái mặt nạ luôn. Củ chép cũng khá là đẹp đó. Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình lên cho anh em cặp loa Bookcell đến từ hãng Sony nha anh em. Cặp loa nhìn rất là gấu, với một cái bát màng màu đen, mặt nạ màu xám bạc và thùng loa gỗ màu vàng. Cặp loa nhìn rất là gấu nha anh em. Đó, rất là đẹp luôn, cứng cáp, mặt tiền gỗ rất là dày nha anh em. Cặp loa này là về zin nguyên bản, hàng bãi Nhật nha anh em. Thùng vách sau, mặt sau cũng còn đẹp, không bể nở, tất cả còn đẹp, chỉ vài chỗ hơi dập dập nhẹ thì là không ảnh hưởng nha anh em, do vận chuyển cái chuyện đó là bình thường thôi. Đó, mặt sau còn đen liền lạc, không dặm tuốt gì nha anh em, rất là đẹp luôn. Những dòng loa cao cấp Bookcell của hãng thường là trang bị chạm loa hết nha anh em, chứ không có đi dây từ loa ra ngoài nha. Họ trau chuốt cái cặp loa họ lắm. Đó, đây là cặp loa Sony có model là SS MD 363, chở kháng 6 ohm, công suất đến 100W một thùng nha anh em. Đây là một cái cặp loa công suất lớn, dàn chung của hãng nha. Và cái đời này thì họ lại là sản xuất tại Trung Quốc nha anh em, Made in China. Vậy là cái dòng này, cái đời này có thể là sản xuất tầm năm 2000 lẻ mấy nha anh em, mới Made in China. Chứ chính máy là toàn là ở Nhật hết. Cặp loa này là series liền kề nha anh em, 503986. Bên đây là 503985, máy in China, chở kháng 6 ohm và 100W một thùng, là 200W một cặp, tương đương với một cái loa thùng dàn chung của các hãng luôn nha anh em. Đó, chạm loa là loại tốt, chất lượng cao, rất là đẹp. Đó, thùng nào cũng đẹp hết, không có thùng nào bị vấn đề gì hết. Đó, mình xin báo giá cặp loa này là mình bán 850.000 đồng mình, và bao ship luôn cho anh em nha anh em. Đó, để mình đo kích thước cái cặp loa này như thế nào, nhìn rất là gấu. 28, chiều cao 28 nha anh em. Chiều rộng là 17. Chiều sâu nếu tính y căng là tầm 23 rưỡi nha anh em. Đó,
Gỗ rất là dày, cứng cáp lắm. Anh em nghe tiếng là biết rồi. Những thùng lo cứng là nghe tiếng cốc cốc cốc, rất là đã. Mình quên đo nữa. Cặp lo này được thiết kế một cái bát 13 cm nha anh em. Và một cái chép 6 cm. Bát này là bát màng giấy, lụa, gân vải và mũi vải, nón vải hết luôn nha anh em. Đặc biệt có hai cái râu rất là đẹp. Đó. Màng và giấy lụa màu đen và gân vải, nón vải hết. Chép này theo mình nghĩ là một cái chép nhựa polymer màu đen luôn. Rất là đẹp. Đó. Ở dưới thì họ có để chữ Sony. Bass relay có nghĩa là kiểu thùng lo cộng hưởng tăng tiếng trầm nha anh em. Đó. Bên đây tuyến lo vẫn còn đẹp ken hết, không có cái nào bị vấn đề gì nha anh em. Đặc biệt công suất rất là lớn. Công suất là một thùng 100W và một cặp 200W. Tương đương với một cái cặp lo dàn chung. Đây cũng gọi là dàn chung. Đó, nhìn cặp loa gấu không? Rất là đẹp nha anh em. Một lát mình sẽ mở một bên thùng ra cho anh em coi cái củ lo nó như thế nào. Mà hãng thiết kế rất là trau chuốt cái cặp loa này. Đó, mặt trước bo cạnh đồ rất là đẹp, liên lạc hết nha anh em. Đó. Đây là hàng bãi về nguyên zin, không dặm tuốt, sửa chữa tất cả các gì hết, còn đẹp hết nha anh em. Và mình xin báo giá là mình bán cặp loa này là 850.000 đồng và bao ship cho anh em luôn. Anh em có mua hàng thì liên hệ số điện thoại mình 0938 782 092. Mình ship toàn quốc, anh em ship code thì vui lòng cọc trước cho mình. Đó. Và sau đây mình sẽ test nhạc. Mình để mình cho anh em xem cái củ lo như thế nào. Giờ mình sẽ test nhạc nha anh em. Rồi, anh em chờ một chút xíu nha. Rồi. Mình đã tháo củ lo nội thất cái cặp lo này cho anh em xem nha. Rất là đơn giản. Củ lo cái đít 500 rất là to, bởi vậy nó đánh tiếng rất là lực, nhện lo cũng hoành tráng nha anh em. Đó. Nhện dày cui luôn. Củ từ không từ đơn thôi nhưng mà rất là to bằng cái mặt lo luôn nha anh em. Đây. Bởi cho cái tiếng rất là uy lực. Sắc si bể màu còn đẹp hết nha anh em. Đó. Mình đã cho anh em xem hết. Đây là củ chép. Chép được bắt dính vô một cái mặt nạ luôn. Củ chép cũng khá là đẹp. Đó. Và sau đây mình sẽ lắp lại và test nhạc cho anh em nha. Anh em chờ mình trong giây lát. Củ từ rất là khủng nha. Cũng là kiểu cái đít 500 to đó. Đó. Không cần từ kép gì hết mà đánh rất là lực nha anh em. Rồi, mình sẽ lắp lại nha. Củ từ lo rất là mớ, đẹp ken luôn. Sexy, bảy màu, óng ánh nha. Rồi, mình sẽ lắp lại và test nhạc cho anh em nghe. Đã lâu rồi, đôi lứa cách đôi nơi, tờ duyên xưa còn hay mất. Mai trường ơi, em tôi còn học
nữa hãy ra đi từ độ nào. Ngày xưa đó ta hay đón dìu nhau đi trên con đường lẻ lối, mấy năm qua rồi em anh không gặp nữa, bao yêu thương và nhớ anh xin chép nên thơ vào những đêm buồn. Mưa rơi từng đêm, mưa chìm yên trên đồn khuya, lòng ai thương nhớ vô biên. Khi ngày đó ta nhìn nhau mắt hoen sầu, không nói nên câu dạ. Mong anh mong làm sao. Âm của cặp lơ này rất là hay nha anh em. Tuy bass 13 thôi nhưng mà đánh rất là lực như bass 16 hoặc bass 20 luôn á. Mình ngồi mình quay mà tiếng bass nó đánh rất là tức ngực luôn nha anh em. Cặp lơ này rất là đáng chơi. Chỉ có 850.000 đồng và giá bao ship cho anh em luôn. Rồi anh em có nhu cầu mua hàng liên hệ với mình là số điện thoại 0938782092. Mình ship toàn quốc anh em. Ship xa, ship có thì vui lòng cọc trước cho mình nha anh em, mình mới gửi hàng nha.
loại là chất âm lại hay nữa chứ không phải là dở nha. Đánh rất là ok, chi tiết. Bass đánh lực, chép nhuyễn nhẹ nhàng, rất là hay. Cặp lo đẹp Ken. À, nãy mình quên giới thiệu là cặp lo vẫn còn e căng đầy đủ nha anh em. Đây, e căng màu xám chuột. À, có rách ở dưới đáy một tí xíu mà không đáng kể đâu, nó nằm dưới đáy nha anh em. À, anh em có yêu thích cặp lo này thì nhấc máy gọi cho mình nha. Rồi, clip của mình đến đây xin kết thúc. Hẹn anh em một clip tiếp theo của mình. Xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại nha.